Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thành Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Thành Quyền xin phép được gửi đến quý vị một trong những cái thông tin rất là nóng liên quan đến câu chuyện của Xuân Minh Tuệ. Một cái thông tin từ phía cơ quan chức năng tại Khánh Hòa, Nha Trang vừa mới thông tin trên các cơ quan báo chí về cái câu chuyện xử lý đối với các YouTuber đưa những cái thông tin không đúng về Xuân Minh Tuệ. Chúng ta có thể thấy rằng mà kể từ khi mà Xuân Minh Tuệ từ Gia Lai đến Nha Trang để mà ẩn tu đó, thì những tưởng rằng thầy sẽ được gọi là yên tĩnh khi cũng đã lên tiếng rồi kêu gọi bà con rất là nhiều đừng có tập trung đông nữa. Nhưng mà vì cái câu chuyện mà rất nhiều YouTuber họ vẫn đu bám rồi đưa ra những cái thông tin cho rằng là thầy khắc thực chỗ này, mai thì lại thấy thầy chỗ kia, rất nhiều những cái thông tin nó không chính xác, hoặc là những video cũ khiến cho người dân, thì người mà Phật tử đó, họ cũng nhầm tưởng để mà kéo về đó tập trung đông, gây cái vấn đề ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Trước đó thì Thanh Quyền cũng đã đưa tin rồi, có 6 cá nhân đã phải lên làm việc với cơ quan chức năng. Ngày hôm nay thì phía gọi là cơ quan chức năng tại tỉnh Khánh Hòa cũng đã thông tin cách xử lý, xử phạt đối với các kênh này. Thì sau đây đó thì Thanh Quyền sẽ được mời cô chú anh chị chúng ta xem một cái phóng sự ngắn về cái cách xử lý, xử phạt đối với các cá nhân từng YouTuber cũng như là lời khuyến cáo từ phía cơ quan chức năng đối với YouTuber, TikToker cho đến là người dân. Và sau đó thì mình cũng sẽ tiếp tục chia sẻ, bởi vì tiếp tục có những cái câu chuyện xảy ra tại Gia Lai, và hiện tại thì trên mạng xã hội đang râm ran cái câu chuyện là thầy có về Gia Lai hay không, rồi cốc tại gọi là cái nhà của anh Hình đó thì tiếp tục mở lại. Trước tiên thì mời cô chú anh chị chúng ta cùng xem phóng sự từ phía cơ quan chức năng tại Khánh Hòa, Nha Trang. Ngày 26 tháng 7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiến hành làm việc với các cá nhân có dấu hiệu cung cấp thông tin sai sự thật. Trong đó đã lập biên bản vi phạm hành chính với 2 cá nhân và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 cá nhân về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Theo biên bản vi phạm hành chính của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7, ông HXT có hộ khẩu thường trú tại huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, đến thành phố Nha Trang, quay 25 video clip có nội dung sai sự thật liên quan đến Thích Minh Tuệ, đăng tải trên kênh YouTube NSN. Trong đó, ngày 22 tháng 7, ông T đã đăng tải một video có tiêu đề 4 giờ sáng ngày 22 tháng 7, may mắn nhìn thấy cốc thầy Năm, chỗ sư Minh Tuệ giờ đang ở. Qua xác minh, nội dung này hoàn toàn sai sự thật, nhằm câu view, thu hút sự chú ý của dư luận, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực. Cùng với đó, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông NVT, hộ khẩu thường trú tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, cũng đến thành phố Nha Trang, quay và đăng tải 2 video clip có nội dung sai sự thật liên quan đến Thích Minh Tuệ trên kênh YouTube TMT. Làm việc với cơ quan chức năng, hai ông HXT và NVT đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm. Ngày 29 tháng 7, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt đối với ông HXT với số tiền 5 triệu đồng. Ngoài 2 cá nhân trên, các cơ quan chức năng cũng tiến hành làm việc nhắc nhở đối với 4 cá nhân đăng tải các video có dấu hiệu gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không nên tụ tập đông gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Các hành vi đưa thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Và kính thưa quý vị, thì đó là một cái phóng sự ngắn từ phía cơ quan chức năng tại Khánh Hòa xử lý cũng như là gọi là khuyến cáo đối với các YouTuber và người dân trong cái câu chuyện liên quan đến Xuân Minh Tuệ. Thì đây là một lời cảnh tỉnh dành cho các YouTuber hoặc là người dân của chúng ta đừng nên tập trung đông người. Nhưng mà cái hiện trạng này thì mình thấy rằng đang có một cái diễn biến rất là nóng về cái câu chuyện mà một số Facebooker đăng tải một số những cái nội dung liên quan đến mấy đồng sư, thậm chí là tung tin ra cho rằng là Xuân Minh Tuệ sẽ về Gia Lai. Rồi cốc của anh Thình thì họ cũng thông báo là sẽ mở lại, mặc dù trước đó theo thông tin mình biết đó là cái cốc đã đóng cửa rồi, vì cái nguyên nhân và lý do là xịt thuốc gì ở trong cái vườn sầu riêng đó. Thì ngày hôm nay thì họ lại lên họ thông báo đã được mở lại, rồi bà con ai muốn đến đảnh lễ thì đảnh lễ vân vân. Thì mình thấy rằng mình không biết rằng đây là cái chủ đích là của ai, có phải là của gia đình hay là không, và gia đình có mong muốn cái điều này hay là không nữa. Để mà các YouTuber hoặc là Facebooker họ lên nó thông báo cái điều này, điều đầu tiên đó họ cho rằng là Xuân Minh Tuệ sẽ về lại Gia Lai vân 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 vân. Rồi ngày hôm nay thì thông báo cái cốc mở lại để làm cái gì thì mình cũng không biết, trong khi người ta cũng đã khuyến cáo rất là nhiều
về cái câu chuyện tập trung đông nó sẽ gây ảnh hưởng đến vấn đề an ninh trật tự tại địa phương. Và hơn nữa đó thì chúng ta phải cần tôn trọng cái quyền tự do tu hành của sư Minh Tuệ. Cái việc mà gọi là ông ấy phải được yên tĩnh để mà tự do tập học tu hành theo lời Phật dạy, điều đó cũng là điều mong muốn của sư Minh Tuệ, cũng đã từng chia sẻ rất là nhiều lần rồi. Nếu như mà chúng ta thật sự yêu mến thì phải nên gọi là nghe những cái lời mà sư Minh Tuệ chia sẻ và có mong muốn của thầy. Chứ mà mình còn thấy rằng hơn nữa đó thì họ còn đưa ra những cái câu từ, ví dụ như họ niệm gọi là Nam Mô gọi là Minh A Di Đà Minh Tuệ Phật gì đó, thì nói chung là túm lại họ thần thánh quá cái câu chuyện, cái việc mà sư Minh Tuệ đã đắc quả. Nhưng mà theo cô chú anh chị nghĩ rằng thì những cái điều này thì nó có tốt hay không, nó có tốt dành cho sư Minh Tuệ và bản thân của họ hay không nữa. Thưa quý vị, chưa nói đến cái câu chuyện mà sư Minh Tuệ đã có thật đến gọi là có đắc quả được hay chưa, nhưng mà những cái câu từ này mình tin rằng là nó sẽ không hề tốt cho thầy đâu. Bởi vì chúng ta thấy rằng là rất là nhiều những cái thành phần, cái phần tử nó xấu đó, mình nói thẳng nó vậy, nó sẽ có những cái mưu đồ để mà hãm hại. Bởi vì rất nhiều cái câu chuyện xảy ra từ khi mà thầy được nổi tiếng bất đắc dĩ kiểu như thế này. Sau đây thì mình xin được phép chia sẻ tiếp tục một cái bài viết của nhà nghiên cứu Phật học Hoàng Anh Sướng về cái câu chuyện mà đảnh lễ cúng dường thầy Minh Tuệ có được nhiều phước báo hay không. Câu chuyện này thì mình cũng đã chia sẻ một vài lần rồi, mình xin phép được chia sẻ lại trong cái nội dung ngày hôm nay để cô chú anh chị chúng ta cùng ngẫm nghĩ về cái câu chuyện của sư Minh Tuệ. Phải có thật là đến đó đảnh lễ để gặp thầy hoặc là cúng dường thì mới gọi là được phước báo hay là không, hay là trên thực tế đó chúng ta phải cần gọi là giữ một cái sự yên tĩnh nhất định để cho thầy tiếp tục trên con đường tập học, và khi thầy đã được thành tựu đó, thầy Minh Tuệ đó, thì đó cũng là một cái điều mà phước báo dành cho mỗi người chúng ta, chứ không cần phải là đến để mà đảnh lễ hay là cúng dường gì đó thì mới gọi là có phước báo. Thưa quý vị, chúng ta cùng nghe nhà nghiên cứu Phật học, nhà báo Hoàng Anh Sướng nói gì về câu chuyện cúng dường và đảnh lễ. Đảnh lễ cúng dường thầy Minh Tuệ có được nhiều phước báo hay không? Rất nhiều người đã hỏi tôi câu ấy. Xem những video quay cảnh hàng trăm người chen lấn, xô đẩy, mong được đảnh lễ cúng dường, thậm chí chạm tay vào người thầy Minh Tuệ, tôi hiểu được băn khoăn của quý vị. Và tôi cũng hiểu vì sao nhiều người cố sống cố chết chen lấn xô đẩy trong đám đông để dúi bằng được thức ăn vào ruột nồi cơm điện của thầy Minh Tuệ, mặc dầu chiếc nồi đã đầy phè thức ăn. Đó là bởi rất nhiều người tin rằng thầy Minh Tuệ là người đã chứng quả vị A-la-hán, là vị Phật sống hiếm có trên đời. Nếu được đảnh lễ cúng dường cho thầy sẽ được phước báo vô lượng. Niềm tin ấy có đúng không? Trước hết, chúng ta hãy nghe chính sư Minh Tuệ trả lời. Trong rất nhiều video, trước những cử chỉ đôi khi quá tôn kính của người đời, thầy Minh Tuệ luôn khiêm hạ đáp lễ, không bao giờ xưng là thầy và luôn nói thầy đang tập học. Trong một video khác, khi thấy biển người đang chen lấn xô đẩy để được tiếp xúc gần mình, thầy đã nói đừng có chen vào để chạm tay một cái, không có tác dụng gì đâu. Trong bài viết này, tôi xin phép không bàn đến chuyện thầy Minh Tuệ đã chứng quả vị A-la-hán trở thành vị Phật hay là không. Tôi chỉ muốn nói về việc cúng dường Đức Phật được ghi chép trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ Kinh. Vào đêm cuối trước khi Đức Phật nhập diệt, ngày trú tại rừng Sala, các cây Sala song thọ tự nhiên đã trổ hoa, trái mùa, tràn đầy cành lá. Những thiền hoa Mandarala, một bột trời chiên đàn từ trên hư không rơi xuống trên thân Như Lai để cúng dường. Nhạc trời nổi lên, thiên ca trên hư không vang lên để cúng dường Như Lai. Thế nhưng tất cả những điều này không được Đức Phật ca ngợi. Này Anandanda, như vậy không phải là kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường hay lễ kính Như Lai. Nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam hay cư sĩ nữ nào thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống chân chính trong chánh pháp, hành trì đúng chánh pháp, thời người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai với sự cúng dường tối thượng. Cá nhân thầy Minh Tuệ, khi ai đó gặn hỏi về phương pháp tu tập, thầy luôn nói về việc giữ giới. Điều đó rất đúng với lời Phật dạy, bởi con đường của giải thoát là giới định tuệ. Và cũng rất nhiều lần cảm thấy mệt mỏi khi bị đám đông đu bám bủa vây,
Thầy đã khuyên mọi người ai hãy về nhà nấy và thực hành năm giới. Trong một số bài viết trước đây, tôi đã từng nhấn mạnh nhiều lần một điều: Đức Phật là đấng giác ngộ toàn năng. Ngài có trí tuệ lớn và tình thương lớn. Ngài thương tất cả chúng sinh bằng tình thương vô điều kiện. Nhưng Ngài không thể ban phúc trừ họa cho ai. Nếu Đức Phật có khả năng ban phúc trừ họa thì tôi tin thế giới này sẽ không bao giờ có đau khổ, không ai bị bệnh tật, không ai bị nghèo đói, không bao giờ có chiến tranh, bom đạn và chết chóc cả. Có một câu chuyện rất hay minh chứng thêm cho điều này. Chuyện rằng một hôm Đức Phật dẫn các đệ tử của mình đi đến một vùng quê. Trong lúc thầy trò ngồi nghỉ trên thảm cỏ trên bờ sông, một đệ tử đã hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài có đầy thần thông và lòng từ bi, cớ sao trên đời vẫn có quá nhiều chúng sinh phải chịu khổ vậy? Đức Phật đã mỉm cười rồi ôn tồn bảo: Ta dẫu có thần thông lớn đến ngần nào cũng có và không thể làm được bốn điều sau. Điều thứ nhất, một là nhân quả không thể thay đổi. Người gieo nhân nào thì gặt quả ấy, không ai có thể nhận thay. Hai là trí tuệ không thể cho, ai muốn có đều phải tự mình tu học. Ba là Phật pháp không thể diễn tả, chỉ có gì thể dựa vào ngộ mà đắc được. Bốn là không có nhân duyên thì không thể độ. Người không có duyên thì không bao giờ nghe được những lời ta giảng. Các đệ tử nghe xong ai nấy đều bừng ngộ. Kể thêm một câu chuyện này, một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh, ngay cả khi Đức Phật còn tại thế, Ngài cũng chẳng thể ban phúc trừ họa được cho ai. Vì vậy đừng bao giờ trông cậy mong cầu vào bất cứ cái gì ngoại thân để mong gặt hái được hoa trái của trí tuệ, từ bi, phước đức. Đó là lý do vì sao Đạo Phật luôn đề cao tinh thần tự lực hơn tha lực. Vậy này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một điều gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một điều gì khác. Lời dạy này của Đức Phật nhằm nhắc nhở các hàng đệ tử phải nỗ lực tu tập, tự chuyển hóa mình, nương theo chánh pháp để đạt giải thoát. Người tôn kính Như Lai nhất chính là người hành trì theo chánh pháp của Như Lai tốt nhất. Xin quý vị hãy luôn nhớ cho điều này. Việc nhiều người cứ đu bám theo thầy Minh Tuệ chẳng những không được phước báo mà trái lại còn mất phước, bởi vô tình gây mất trật tự xã hội, làm cản trở thầy trên con đường tu tập. Đó là lý do vì sao suốt 2 tuần qua tôi ở Nha Trang, núi Sạn, nơi thầy Minh Tuệ đang ẩn tu ngay phía sau căn hộ tôi ở, nhưng tôi chưa bao giờ và một lần ra đó. Bởi tôi ý thức một điều: yêu thầy, hãy để cho thầy được yên tĩnh, để thầy toàn tâm toàn ý cho việc tu học. Cầu mong thầy chân cứng đá mềm, sớm viên thành trên con đường tu học đạo giác ngộ giải thoát. Thưa quý vị, một bài viết của nhà nghiên cứu Phật học, nhà báo Hoàng Anh Sướng chia sẻ cho chúng ta thấy về cái câu chuyện, kể cả là Đức Phật, Ngài cũng không thể là ban phước hay là giúp ai một trong cái câu chuyện mà được gọi là được giải thoát cả. Và như sư Minh Tuệ cũng đã từng chia sẻ, không ai có thể giúp mọi người, chỉ có bản thân của mọi người giúp được mọi người. Đừng tin ai cả, chỉ nghe theo lời và tin theo lời của Đức Phật, thưa quý vị. Thì đối với cái nội dung ngày hôm nay, mình cũng chỉ gọi là tha thiết gửi đến mọi người một cái điều, đó chính là nếu thật sự yêu quý thầy thì chúng ta hãy nên gọi là tôn trọng cái quyền tự do tu học của thầy. Hãy để cho thầy có thể nói được yên tĩnh để mà trên con đường tu học của mình. Đừng có nghe những cái lời mà người ta tuyên truyền nó không đúng, hoặc là chia sẻ không đúng về sư Minh Tuệ trên một số các trang mạng rồi, hoặc là lại kéo về Gia Lai để tiếp tục gây cái ảnh hưởng đến an ninh trật tự, lại phiền tối đến phía cơ quan chức năng. Bởi vì mình nghĩ rằng là phía cơ quan chức năng còn rất nhiều việc để làm, chứ không chỉ là câu chuyện mà bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương hay là sư Minh Tuệ cả. Thưa quý vị, đó là một số những cái nội dung mà thông tin mà ngày hôm nay Thanh Quyền muốn truyền tải, nhắn gửi đến tất cả cô chú anh chị và các YouTuber, TikToker. Thì chúng ta hãy nhìn thấy các cá nhân, các đồng nghiệp bị xử phạt, xử lý và cảnh cáo thì nên dừng lại những cái việc này, bao nhiêu đó đã là quá đủ rồi, thưa quý vị.
Xin cảm ơn vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả các chú anh chị trong những thông tin video mới tiếp theo. Xin chào.